Hello, mến chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Hoàng Lại Nguyễn. Thì trong cái video này chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra một cái nhóm, một cái sân chơi trên Facebook để thảo luận các vấn đề về YouTube. Thì hiện tại thì mình có ba cái nhóm, đó là Nghĩa Trang Đồ Họa, Primora Editor Việt Nam và Nghĩa Trang Phần Mềm. Và cái nhóm mình thay đổi, đó là Nghĩa Trang Phần Mềm sẽ đổi thành một cái nhóm, đó là Nghĩa Trang YouTube. Thì mình sẽ tạo ra một cái nhóm để anh chị em chúng ta có thể cùng nhau bàn luận, thảo luận và tham luận những cái vấn đề liên quan đến YouTube. Và tiện thể thì mình chia sẻ với các bạn một số những cái vấn đề như là tutorial và những cái hướng đi khi mà quý chị và các bạn tham gia kiếm tiền và xây dựng cái thương hiệu trên YouTube. Thì bây giờ mình sẽ đổi tên nhóm Nghĩa Trang Phần Mềm thành Nghĩa Trang YouTube nha. Thì tại sao gọi là Nghĩa Trang? Nghe ghê quá hả? Tại vì đầu tiên là mình muốn có sự khác biệt so với những cái nhóm thảo luận về YouTube trên Facebook. Hầu hết thì mình thấy những cái nhóm trên Facebook á, đặt tên nó na ná nhau, nào là chia sẻ về YouTube, kiếm tiền với YouTube, rồi YouTuber vân vân. Thì để có sự khác biệt thì bây giờ mình tạo cái nhóm đó là Nghĩa Trang YouTube, một cái nhóm không đủ hàng tạm gọi là vậy. Và khi mà các bạn làm YouTube thì các bạn cũng phải nên tạo ra một cái sự khác biệt so với những cái người trong làm cùng một cái chủ đề ngách. Tại vì nếu mà không có sự khác biệt để phân biệt bạn với những người còn lại thì rất khó để chúng ta có thể thành công. Rồi, thì tên nhóm mình muốn đặt đó là Nghĩa Trang YouTube, ba chữ thôi. Khi mà các bạn copy cái chữ này lên cái thanh công cụ tìm kiếm thì các bạn sẽ tìm thấy nó. Để lát mình thị phạm cho các bạn xem. Bây giờ thì chúng ta sẽ tại cái Nghĩa Trang YouTube á, thì cái đầu tiên đó là cái sự khác biệt. Cái thứ hai là nơi đây sẽ là nơi chôn cất những cái video hướng dẫn về cái cách làm YouTube của mình. Bên cạnh đó là chia sẻ với các bạn một số phần mềm để cái quá trình làm YouTube các bạn nó sẽ nhẹ nhàng và nó sáng tạo hơn. Cái nữa là mình cũng có tham gia một cái group, một số nhóm ở nước ngoài, đặc biệt là những cái nhóm về Ấn Độ và Pakistani. Tại vì những cái nhóm đó họ chia sẻ những cái kỹ thuật thiên về kỹ thuật thuần túy, còn muốn học về tư duy á, thì phải qua các group về Hoa Kỳ. Nó mấy cái đó nó khác nhau như vậy. Thì mình sẽ học từ họ và những gì mình biết, những gì mình tham khảo và những gì mình tiếp thu từ những cái nhóm ở ngoài nước thì mình sẽ mang vào đây, mình sẽ chia sẻ lại với cái theo cái sự hiểu biết của mình. Thì hy vọng rằng là quý chị và các bạn sẽ cùng nhau xây dựng, ủng hộ và tạo ra một cái sân chơi chia sẻ với cái tiêu chí đó là thật lòng và không có giấu giếm. Rồi, bây giờ mô tả cái nhóm thánh địa chia sẻ YouTube đi ha. Thánh địa chia sẻ về YouTube, MMO với lại marketing. MMO thì cái thuật ngữ này thuật ngữ chuyên ngành kiếm tiền online, còn marketing đó là tiếp thị và truyền thông. Rồi, bây giờ đây sẽ là cái thánh địa đầu tiên là chia sẻ về YouTube nè, MMO nè, marketing. Cái đó là những cái phần mềm đồ họa, dựng phim và hơn thế nữa. Thì hy vọng rằng quý chị và các bạn sẽ cùng nhau tham gia, tại vì cái nhóm này mình chưa có hoạt động gì hết á. Từ khi thành lập đến nay thì cái tên gốc của nó là Nghĩa Trang Phần Mềm. Cũng có hơn 190 mấy người xin gia nhập nhưng mà mình chưa có duyệt, tại vì để thành lập một cái nhóm thì không phải là ngày 1 ngày 2. Mình phải tính toán về mặt lâu dài và đảm bảo về mặt kiến thức để có thể chia sẻ và điều hướng cũng như là lèo lái cái hướng nó
tốt hơn, chứ mà mình không muốn lọc rời cái nhóm rồi tan rã thì vô thường thôi. Có sự thành lập thì ắt có sự tan rã, nhưng mà mình muốn cái thời gian hoạt động của nó dài hơn một chút và lâu hơn. Vì vậy thì mình cũng phải suy nghĩ và tìm những cái giải pháp, những cái hướng đi trước khi mà chúng ta tiến hành vào nhóm và chia sẻ. Rồi, nghĩa trang YouTube và cái mô tả. Cái thẻ hả? Thẻ thì đầu tiên là YouTube thôi. Đến là MMO nè. À, sao mất tiêu vậy? À, phải có nút Enter nữa. Hả? Mấy cái Facebook thì mình hơi bị dở, tại vì mình thường xuyên hoạt động bên lĩnh vực YouTube nhiều hơn. Còn Facebook thì mình cũng có những cái hạn chế riêng. Rồi, xóa nữa rồi. YouTube nè, MMO nè. Rồi, marketing. Tại vì ngoài YouTube thì chúng ta phải tham gia về bán hàng và tiếp thị liên kết mới sống nổi, chứ mà làm YouTube không thì sống không có nổi đâu. Marketing sẽ nó mất nữa nè, hình như là nó cho 5 cái thẻ thôi. Rồi sao nữa? À, sao cái chữ marketing thì nó không vô được nè, xóa mất rồi. Thôi thôi cứ vậy đi, đắc tính sao. Cái vị trí nhóm của chúng ta đó là ở thành phố Hồ Chí Minh nha mọi chị. Đó, đây là cái nhóm ở thành phố, tại vì mình ở thành phố này. À quên, nó lưu cái này là cái gì đây. Trang đã liên kết giúp doanh nghiệp, thương hiệu hoặc tổ chức của bạn có tiếng nói trên YouTube là gì, không hiểu lắm. Câu hỏi thì từ từ đi. Rồi, bây giờ thì mình tìm thử trên cái công cụ tìm kiếm của Facebook để xem nè. Nghĩa trang YouTube. À, như vậy là cái nhóm mình xuất hiện đầu tiên. Và như vậy các bạn thấy sự khác biệt chưa nào? Khi mà các bạn tìm một cái nhóm mà cái nhóm nào đó xuất hiện đầu tiên thì cái nhóm đó có lợi thế hơn. Tương tự như là trên YouTube, khi mà bạn search một cái từ khóa nào đó thì cái video nào ở trên top đầu thì những cái video đó người ta sẽ hay xem nhiều hơn. Đó là cái sự lợi thế của những cái gì nó xuất hiện đầu tiên. Thì đây, khi mà các bạn gõ nghĩa trang YouTube thì cái nhóm của mình nó xuất hiện đầu tiên nha. Mà nếu mà các bạn không thấy cái này nữa thì các bạn chuyển sang cái tab nhóm nè. Vâng, và chỉ có một cái nhóm mình tên là nghĩa trang YouTube thôi. Một cái tên khá bá đạo. Đây, 192 người muốn tham gia nhưng mà mình chưa có việc. Thì các bạn cứ bấm vào tham gia đi, rồi khi mà mình bắt đầu mở nhóm thì mình sẽ duyệt đồng loạt một cái một để quý anh chị và các bạn có thể vào nhóm và cùng nhau thảo luận những cái vấn đề liên quan đến YouTube nè, MMO nè, marketing nè, bên cạnh đó là những cái phần mềm về đồ họa, dựng phim và hơn thế nữa. Thì quý anh chị và các bạn cứ gia nhập nha. Rồi, video này chỉ vậy thôi, chỉ có giá trị là thông báo đến quý vị và các bạn rằng là chúng ta có một cái nhóm chia sẻ trên YouTube. Đó là nghĩa trang YouTube trên Facebook. Một cái nhóm với tiêu chí đó là chia sẻ thật lòng, tận tâm và chu đáo, để quý vị và các bạn có một cái nhìn đúng đắn và làm YouTube một cách bài bản hơn. Thay vì hiện nay thì có quá nhiều những cái thông tin chia sẻ trên mạng về cái vấn đề YouTube thì quý anh chị và các bạn có thể sẽ bị lạc lối trong những cái thông tin như vậy, và mình sẽ đứng ra chọn lọc và tìm hiểu những cái mới, những cái đúng đắn để chia sẻ cho quý anh chị và các bạn. Rồi,
Mến chào và hẹn gặp các bạn trong video sau, và đừng quên tham gia nhóm Nghĩa Trang YouTube trên Facebook để chúng ta có thể gặp gỡ nhau. Ngoài việc chia sẻ thì chúng ta có thể làm bạn và trong tương lai có thể trở thành đối tác. Rồi, mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Và nếu như quý vị và các bạn tiếp tục muốn xem tiếp những video từ mình thì có thể nhấp vào nút đăng ký ở bên dưới video này. Rồi, mến chào.